vẫn đang trong tình hình dịch bệnh, nhưng mà các bạn đi ra ngoài đường ở Sài Gòn nó rất là nhộn nhịp, con người ta nó quay quần trong cuồng quay làm việc. Rất khó có cái thành phố nào được như thành phố Hồ Chí Minh tại đất nước Việt Nam này đó, cho nên là nó rất là tốt, rất tốt một cái môi trường làm việc. Trong suy nghĩ của anh là thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhất nước, tất nhiên có một số bạn tính về kinh tế thôi đúng không anh, hay là tính về các thứ luôn. Nhưng mà Hà Nội vẫn là trung tâm chính trị chứ anh. Hà Nội là trung tâm chính trị nhưng mà anh nói là cuộc sống và là kinh tế, anh đâu có nói về chính trị đâu. Dạ vâng, cuộc sống không còn chỉ có một cái là gì, thứ nhất là đô thị Sài Gòn và đường xá Sài Gòn nó không xứng với tiềm năng của Sài Gòn, có đúng nghĩa là không xứng với cái sự phát triển kinh tế và đời sống này. Chính xác, nó không xứng, chỉ có đó thôi. Thật sự nó đã quá cũ rồi, nó cũng lạc hậu rồi, mà sự nâng cấp thì nó quá chậm trễ. Nhưng mà bây giờ giá đất cũng vẫn cứ tăng. Giá đất tăng thôi chứ giá đất tăng người dân đâu có ăn ngon đâu, người đâu có ăn mặc ngon đâu. Yeah. Người dân cần những con đường. Vâng. Đúng không? Người dân cần nơi làm việc, người dân cần trường học, cần bệnh viện. Vâng, thật sự. Chứ người dân không cần giá đất cao. Cho em có góc nhìn khác nha. Rồi nói đi em. Ví dụ mà mình đang cần gọi là những cái con đường là bắt buộc là mình phải mở rộng những cái gọi là giải tán một số cái tòa nhà để lấy đó làm đường, đúng không? Vậy thì khi mà giải tán tòa nhà đó có nghĩa là nhà nó sẽ ít lại và giá đất nó sẽ bị đẩy lên phần khúc nữa rồi sao anh? Điều đó hoàn toàn đúng. Thứ nhất hạ tầng mà lên đất lên thôi, điều đó hoàn toàn đúng không vậy chứ. Nhưng mà em nói giải tán tòa nhà thì nghe nó hơi bị sai sai. Tòa nhà ta xây chuẩn rồi giải tán gì ba, giải tán mới sập sệ sệ thôi. Giải tán mới sập sệ ngoài lộ giới thôi chứ đâu có giải tán tòa nhà đâu. Nhưng mà nói gì nói chứ thôi, giao thông bỏ tay. Nhưng mà nếu như mà giao thông như vậy thì thật sự là rất 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 khó mà để mà mình. Nếu như bây giờ đặt là anh đi, anh có một cái lời khuyên gì cho giới trẻ, những bạn trẻ có nghĩa là người ta có một sự thành công nhất định trong cái sự nghiệp của họ, như trước năm 30 tuổi họ có một dư dả một chút tiền đi, thì theo anh là họ nên mua nhà mặt phố hay là nhà chung cư? Chung cư. Nếu như mà họ sắp lập gia đình đi, còn ở một mình thì anh đã nói rất nhiều trong những livestream trước là ở một mình thì chưa nên mua nhà đúng không? Ừ. Còn nếu như mà sắp lập gia đình nên mua nhà chung cư, và nhà chung cư đó thì nên ở trung tâm hay là ở ngoài thành phố? Quan từ từ, tức là ví dụ những cái cặp với đó, cặp nào đã, dân trí cao, dân trí lợi hay dân trí vừa? Mình đặt ví dụ điển hình nhất là nhân viên văn phòng đi không? Nhân viên văn phòng thì cũng nhiều thằng nữa, cao hay vừa. Bây giờ tầm giới vừa nhà phố. Nhà phố. Cao thì vô chung cư. Nhưng mà nhà phố là trung tâm hay là nhà phố ở ngoài rìa, ví dụ vành đai 2 rồi đi anh? Nhà phố trong hẻm. Trong hẻm. Chứ giờ mày có nhiêu tiền? 2 tỷ không? Ủa nhà trong hẻm mắc lắm á. Thì từ từ, mày nhiêu đã. Dạ. Ví dụ như người đó làm việc ở quận 3. Thôi bây giờ mình ví dụ mình quan trọng đó là một đứa hay hai đứa đó nhiêu tiền cái đã. Hai với anh. Hai đứa đúng không? Dạ, sắp lập gia đình mà. Rồi hai đứa nhiêu tiền? Ví dụ như chồng thu nhập là 25 triệu, vợ thu nhập là 20 triệu đi. Vậy là 45 triệu. Vâng. Đó là tiền 45 triệu hàng tháng, rồi có vốn không? Tức là có tiền ba mẹ support rồi hay sao anh? Thì ba mẹ support thì hay đã dành gì em biết, mà có vốn mà mẹ mua nhà được chứ. Vốn thì vốn 1 tỷ đấy anh. Người mỗi bên 500 hùm lại. Rồi ok. Dạ. Rồi đang muốn hỏi bài toán nào? Dạ bài toán mua nhà phố đi. Mua nhà phố hả? Ngoài phố trong hẻm thu mua không nổi rồi. Mua không nổi. Không nổi. Quận nào cũng vậy hay sao? Hay là sao? Ví dụ nhà quận 3 đi. Quận 3 hơi bó tay luôn. Quận 3 thì ra bãi rác mua chưa được nữa, đừng nói. Quận 7 đó được anh. Quận 7 này chắc mày mua khúc mà Phạm Hữu Lầu để nói gì điện không chắc được. Không, chưa nó còn đi mượn nợ nữa. Từ từ. Nhưng mà mua chẳng có sao anh? Nhưng mà thôi, ở cái kiểu đó ở làm gì? Dạ. Chung cư. Chung cư anh. Ở kiểu đó ở làm gì mấy đứa ơi, cái nhà sụp sệ sệ. Nhiều khi xui xui trong đó nó có kim nữa. Đúng không? Quan điểm nhiều người bây giờ vẫn thích là cái nhà mặt phố hơn là nhà chung cư. Cái đó không phải là mặt phố, mặt phố với như anh này mới mặt phố. Còn cái đó mặt hẻm. Mà hẻm thì thôi, nó từ đưa trong đó rồi. Mùa nắng nó vậy, biết mùa mưa lội mấy nước. Dạ. Đúng không? Mà khi mà mưa xuống có cái gì nổi lên không? Đúng không? Nên sống gì sống làm gì vậy, nó thiệt á. Nó chung cư đi mày ơi. Dạ. Không phải là anh bi ai chung cư, nhưng mà là chung cư nó vẫn là dân trí cao hơn, nó thiệt, cùng một lượng tiền. Chứ còn bây giờ ở thì mày ở cho nó đàng hoàng, nhà 50 tỷ, ok, mua nhà phố ngoài cảng mày vậy đó. Dạ. Tại ít ra em có 50 tỷ, em ở cái khu đó dân trí nó cũng cao nữa, đỡ gây lộn với hàng xóm em ơi. Dạ, anh nói cũng có lý. Đúng không? Còn bây giờ mình mua cái nhà là chết chỗ luôn, hàng xóm kia là mình tối ngày cầu nguyện cho thôi, ông nội bán nhà mà tôi đi ông nội, ông không bán thì tôi bán. Sáng bên đây karaoke, bên đây nhậu. Dạ, cái đó thì khó. Bên đền ca tài tử, nhưng bên chơi nhạc gì đó, bolero ví dụ vậy, ở thế ở làm gì? Nên tuổi trẻ là gì? Là cái dân trí mình nó đang cao cao,
thì phải xây dựng cái mô hình cho nó đúng, đi theo lối mòn tư vấn của bố mẹ nữa, hên xui. Bố mẹ có tầm thì có tầm thì không nói, bố mẹ có tầm thấp hơn mình, tư vấn ngược lại mình, xong mình ôm cục nợ trong khi cái nhà ở chả có gì cả, đi làm về mệt thấy bà luôn rồi, bên kia nhậu, bên này vợ đánh con đánh chồng. Thôi chung cư. Nhưng mà nhiều lúc có nghĩa là có một cái vướng mắc như thế này, là hai vợ chồng lập gia đình rồi, rồi bên chồng cho 500, bên vợ cho 500, nhưng mà ba mẹ bắt là phải mua nhà phố. Trường hợp như thì ông bà đưa hết tiền đi mua tôi ở vậy thôi. Ừ, ông bà kêu mà, ông bà đưa hết tiền đi mua tôi ở, còn tôi mượn nợ là tôi có quyền. Ờ, thằng nào đứng tên sổ mượn nợ thằng con đúng không, với con có quyền. Còn ba mẹ 500 của ba mẹ bự quá, hơi cất luôn đi, không phải là hơi láo, tức là anh nói đó cho bạn nghe thôi, nhưng mà về mình nói bà thôi tía má giữ lại trên này thôi, cảm ơn tía má rồi. Chứ giờ nhà tao tới 5 tỷ, tía má có 500, tía má rồi chỉ đạo nữa thôi. Có nghĩa là đã mua luôn đúng không? Gì? Ấy là đã mua dùm nữa là mua luôn, còn không thì thôi để... Tức là ổng đang chỉ đạo em thì ổng mua cho em ở. Đúng rồi. Ok, hợp lý. Còn ông chỉ đạo ổng đưa 500 mà tôi bù tới 4 tỷ rưỡi là thôi nhỉ luôn đi. Đó là của một cái vướng mắc, có nghĩa là phụ huynh lúc nào cũng muốn con phải có cái nhà trong đó đi, rồi tiền nhiêu tao đưa. Cái nhà chứ quan trọng nhà gì, nhà có 1 tỷ không được rồi đó. Dạ. Bây giờ nhà 3 tỷ ở cũng ra gì đâu em ơi. Dạ. Khó. Nó nói thiệt với em, tại sao phải bỏ 3 tỷ ra mua cái nhà? Lắng nhắc. 3 tỷ đó hả? Anh 2 tỷ làm vốn. 2 tỷ làm vốn. Dạ. Để em kinh doanh gì thêm. 1 tỷ đó anh đi mua chung cư cho góp. Còn thằng nào đam cách làm của anh vô đây cả lộn. Đó cũng một cái hay. Xong hay. Thứ nhất là chung cư nó có được hạ tầng. Lỡ mà đi làm chém gió mua con VinFast còn có chỗ đậu. Còn em mua nhà phố thì hẻm em. Con pha điêu nó chui lỗ mà không được. Nhưng mà nhiều người nói là ở chung cư này nọ, ví dụ như họ hoạn này nọ thì nó khó hơn anh. Đừng có xàm, ở chung cư quả quạng chạy dễ. Ông ở kia chạy làm cái gì, gì. Nhà ông có alarm không? Nói như mà 3 tỷ đúng không? Anh nói là sẽ dùng 2 tỷ kinh doanh, 1 tỷ để mua nhà trả góp. Rồi. Còn bây giờ thí dụ em là 1 tỷ rưỡi đi. Ừ. 1 tỷ rưỡi em gửi ngân hàng, em lấy tiền đó em đi mướn nhà của nhà chung cư. Cũng lãi suất á. Và 1 tỷ rưỡi em làm kinh doanh nào lại hơn nha. Của em cũng hợp lý. Em chưa có gia đình thì em cứ thuê mướn cũng hợp lý đâu có gì đâu. Nhưng mà ví dụ như em có gia đình rồi thì nên là cái nhà của mình, rồi mình đầu tư trong đó, mình trang trí trong đó, mình để đời luôn. Cho con cái nó quen, nó không có phải cái nơi rồi dọn cảnh dọn nhà này nọ, nó có tội nghiệp nó thôi. Độc thân thì thuê nhà ở chung với bộ. Sao mấy bạn vô nghe mình tư vấn về cuộc sống này nọ mà mấy bạn cứ kê lộn là sao ta? Các bạn nói tôi xàm, bạn ngon đưa ra phương án bằng tiền giàu bằng tôi không, mày đặt nói tôi xàm. Tôi mua nhiều cái nhà rồi đây, chuyên gia tư vấn lo nghe đi. Cứ nói mình xàm hoài. Ủa nhưng mà đặt trường hợp cho em hỏi một trường hợp, thường là người ta hay sẽ hay phân vân giữa cái nhà với cái xe. Có nghĩa là một cái bạn thanh niên đó, bạn cũng có một sự đặt trường hợp bạn hồi nãy luôn đi anh. Rồi. Rồi bây giờ theo anh là nên mua một cái xe để đi cho xứng tầm với cái thu nhập của họ, hay là nên mua trả góp cái nhà trước? Mua trả góp nhà trước. Dạ. Còn mua xe trước là mình đi ngược đời chứ, xứng tầm với con khỉ khô, nhà mình chưa có mà ở nhà mướn mình mua xe rồi xứng tầm. Thuê nhà theo anh. Thuê nhà theo anh. Thuê nhà mua xe theo anh. Thuê nhà mua xe cũng sai luôn. Cũng sai luôn. Tự nhiên đi mua cái tiêu sản. Mua nhà thuê xe thì hợp lý. Mà theo anh mua thuê xe gì? Anh thuê xe VinFast hay là xe Nhật anh? Nó thật sự cái mô hình thuê xe Việt Nam là tao chưa tham gia lần nào, tao không biết thuê xe gì luôn á. Nhưng mà anh cuộc đời anh chưa giờ nghĩ tới chuyện thuê xe để làm gì hết á. Để làm gì? Đi xe là nó kẹt hơn nữa. Khó chịu. Thuê xe ví dụ như ngày cưới mình thuê xe mình lấy làm xe cưới dâu anh. Thì ngày cưới thì nói chuyện đó, chuyện tổ chức đám cưới người ta lo. Còn đằng này thì anh thấy là mua nhà chung cư đi, rồi cái xe đó cần thì mua tiếp, không cần thì thôi đi, xe máy có gì đâu. Đi thuê xe hơi làm gì, nuôi nó có nổi không? Ở Việt Nam mà làm như Mỹ Đế vậy. Ở Việt Nam là văn hóa xe máy. Xe hơi để Mỹ Đế nó lo ba ơi. Còn giờ mua, ba nuôi con xe hơi Việt Nam tốn gấp 4 lần bên Mỹ. Thiệt, có tiền nuôi đi hay mua. Vậy thôi. Còn khi mà đã nghèo mà đú nữa. Mình đi xe hơi phải đẳng cấp xe hơi, đi ăn là phải bo, gặp bảo vệ là phải cho tiền. Và chừng nào đạt làm được vậy đi mua. Còn không làm thì về phiền thiên hạ lắm. Xách tới xe hơi của người ta ăn đậu mới chiếm 4-5 chỗ xe máy, có lòng tự trọng không? Đúng không? Anh nói điểm là đúng không quý vị? Ví dụ như cái người ta làm ăn nhỏ không thôi à. Không, mà tùy xe đi anh. Ví dụ xe nhà nhỏ dùng VinFast chiếm đâu nhiều đâu anh. 4-5 chỗ chứ. 4-5 chỗ luôn. Ừ. Phải đi 5 chỗ luôn. Đúng không quý vị? Vì tôi nói quý vị nè, bây giờ quý vị đi xe hơi, quý vị vô bạc kinh của chỗ đó, quý vị đậu tốn bà hết 5-6 chỗ rồi. Yeah. Mà thằng coi xe nó cũng áp lực nữa.
nó cũng áp lực nữa. Dù bạn coi xe, xe bà mì trầy bạn chịu chứ sao bắt bảo vệ chịu. Mà nhưng mà ở Việt Nam mình thằng nào coi đó chịu. Cái phòng gym gì mà vắng dữ vậy anh? Mà vô bàn nóng mày ngồi đi coi, vắng hay là vắng, vắng hay không vắng, lạnh hay không lạnh. Ngày nào cũng có em Sủ Nhi hết á. Em, à, các bạn Kha Trần hỏi nè. Em có ông giám đốc người quen đi ăn thối một ca vẫn chờ thối. À, theo anh đó là điểm tốt hay xấu? Xấu thấy bà chứ tốt con khỉ khô, tốt kẹo, kẹo bỏ một kẹo bỏ mặt nhà luôn á chứ đâu mà xấu hay tốt. Mẹ mà nói vô tiết kiệm nó mới ghê chứ. Trời ơi trời. Thôi vừa tới ba. Có ngàn cũng chờ thối nữa hả? Đối với anh không bao giờ đồng ý quan điểm này. Nhìn nó bầm lắm bạn. Thật tôi gặp mấy người đó tôi chạy liền. Không chơi. Nói giận chịu. Sẵn sẵn có cái quan điểm này cho em hỏi một cái quan điểm khác anh. Sao? Ở trên mạng nó hay tương truyền mấy câu chuyện và mấy cái bộ phim đồ á. Là thí dụ như đi ra mua trái dừa 12 ngàn thì trả giá cho xuống 10 ngàn rồi mua. Ừ. Hay là mua cái gì bán hàng rong gì đó thì trả giá 1-2 ngàn đồ. Ừ. Xong rồi còn đi vô nhà hàng sang thì bo 50%. Cái bị chửi là gì sang với người giàu nhưng mà lại keo với người khổ này nọ đó. Thì đúng. Nghĩ sao quan điểm đó? Chửi đúng luôn. Chửi rất đúng luôn. Ủa cái thứ đó anh cũng không mơ nữa. Đi mua hàng rong thì trả giá mà vô nhà hàng bo sọp đúng không? Đúng rồi anh. Đó tào lao. Sống gì sống làm khỉ khô vậy giờ hàng công có nhiều đâu. Mua được thì mua được thôi, sợ mắc vô siêu thị mua. Quan điểm nó không ổn mấy mẹ. Quan điểm bậy bạ lắm. Anh là người anh rộng rãi quen rồi. Người anh không bao giờ biết nhỏ mọn, biết keo kiệt đó. Anh mua đồ không giờ anh trả giá, không giờ nhìn cân hết đó. Còn cảm thấy nghi ngờ với siêu thị mua. Sống là phải nhanh duyên nha. Anh có thể cho em biết lợi ích khi liên minh quân sự với Mỹ được không ạ? Và lý do Việt Nam mình không liên minh với họ. Ủa, liên minh quân Việt sự. Nam mình á là cái gì? Là ngoại giao độc lập và tự chủ. Dạ. Yeah. Thời điểm bây giờ thì không nên liên minh. Em hiểu không? Tại vì liên minh là nó theo phe này, nó chống phe kia. Cái chuyện đó Việt Nam mình hiện tại chưa có, tương lai có không anh không biết. Ủa nhưng mà em thắc mắc là liên minh quân sự là sao thầy? Nó hơi trừu tượng. Ví dụ, liên minh quân sự là nhiều cái chứ em. Dạ, đồng minh tức là có liên minh quân sự. Đương nhiên. Dạ. Thứ nhất á là về training. Nó cho lính bên này học academy của bên kia. Dạ. Nó chia sẻ về công nghệ vũ khí quốc phòng do thám tất cả thứ. Cái nước nào mà hổ báo cáo trộn nó kéo quân qua nó bụp luôn. Nó liên minh quân sự nó là như vậy. Hiểu không? Tức là cái khi mà đất nước nó loạn lạc hay nó này nọ gì đó thì nó mới cần cái đó. Còn đang trong thời điểm bình yên, mình làm kinh tế này nọ đó thì mình liên minh cái đó là mình đứng nó bị niễn. Thì cái phe mà đối liên minh á thì nó không ưa. Đúng. Nó không ưa thì nó sẽ có những động thái là tự nhiên mình phải gây thù chuốc oán với cái phe này. Đúng rồi. Một cách đẳng nhất. Hiểu không? Dạ. Nó đứng cái thế trung lập thì nó vẫn là tốt nhất. Công ty hữu hạn trách nhiệm một mình Việt Nam. Mà em thấy đứng một mình trung lập thì nó vẫn đâu ảnh hưởng gì đâu. Thì đúng. Chứ sao vậy, cứ liên minh làm cái gì? Thì đúng, thì tất nhiên mình trung lập á thì mình không có được hai, không có nào bảo kê mình cả. Dạ. Nhưng mà mình nhưng ngoại mà giao với bên này một cái. Dạ. Mình ngoại giao bên kia một cái để cho mình yên ổn làm ăn với nhưng mà thôi. Em thấy là bây giờ ví dụ mình bị cái gì là mấy nước đó lập của kẻ thù nó cũng nhảy vô nó bên mình thôi chứ đâu. Đúng. Phải mình không sai, mình không sợ. Dạ. Ông ăn hiếp tôi thôi. Ông ăn hiếp tôi đúng không? Được. Ok, chỗ này tôi nhịn cái, tôi làm đúng thông lệ quốc tế rồi. Ông phải không có chứ giờ sao? Đó. Còn nếu mà làm lớn tới thì riêng cái phe này nó khỏi là à thằng này nó đang hiếp Việt Nam hả? Được. Bây giờ tôi vô tôi trợ cho nó thằng trưởng, không liên minh nhưng mà tôi trợ lực. Đúng rồi. Đó, khác. Nên đó là chính sách nó hay, nó hợp lý. Chính sách đó nó vẫn hay. Bây giờ liên minh là căng lắm em, không được. Nhưng mà tùy vào từng quốc gia. Dạ. Thằng Hàn Quốc từ ngày xưa tới giờ nó liên minh rồi thì nó vẫn là liên minh. Vâng. Bây giờ kêu nó không liên minh không được. Phụ thuộc nhiều quá đâu. Đúng không? Tức là cái yếu tố lịch sử quyết định em. Nên cái vấn đề Hàn Quốc mình không phải đem câu chuyện Việt Nam mình qua mình nói về Hàn Quốc. Hàn Quốc câu chuyện của họ khác. Dạ. Tức là họ đã liên minh với Mỹ từ năm 1950 tới giờ rồi. Thì cái đó là liên minh đó, từ xưa tới giờ nó làm như vậy đó. Nên mình đứng góc độ của Việt Nam mình nói về nó là cũng không khách quan lắm. Và em mới đọc một thông tin thì nói chung một tin khá là cũng căng, đó là Việt Nam có ca nhiễm Omicron đầu tiên. Không, cái đó thì cách ly rồi mà sao sợ gì. Dạ. Tức là nó không phải nằm trong cộng đồng mà ông đó đi từ Anh về. Nhưng mà em sợ á, ở đây á là cái tâm lý người Việt mình. Tức là tâm lý những bằng trẻ tay nhanh hơn não. Đi làm gồm lên mạng. Đúng gì? Rồi, làm ôm ôm. Làm rất là ghê đi. Đúng như là ghê, tận thế tới. Ốp cái mạng đi ba ơi, vô coi livestream Như Nguyễn là bảo đảm đời bình yên. Yeah. Còn ông mà tối ngậm lên mạng lướt lướt toàn là câu view không à. Câu view không à. Vô làm kinh khủng ghê gớm được, trận banh nó hoài. Đúng rồi. Thắng thắng thua thua, ngẩng cao đầu lên sống.
đúng không quý vị? Tôi thua ở trận banh nhưng mà tôi không thua dân trí, ông làm gì tôi? Còn này trận banh tôi đã thua mà thua luôn cái dân trí nữa, cái tội mà thua không nhận, thua không chịu, AB tại bị xị, tại bị ABC đồ xui đồ, ABC các thứ trọng tài rồi, nó lần thôi nó hoài vậy, đúng không quý vị? Thấy hết rồi, đó đúng sai để cho áp ép với ổ lộn cái gì? Ờ đúng rồi em. Cái giải tổ chức á, tao lo, mà phải nói một lần năm nào cũng nói đó, mấy trận thắng mày không nói đâu, đó. Trận nào mà có cái mệt quá. Nhưng mà anh nghĩ là em thấy tức là nó cũng có sự qua lại, tức là bên cổ động viên Thái Lan người ta cũng có những cái nó gần giống Việt Nam mình thôi. Thì kệ nó. Đúng rồi. Anh có nghĩ là đây. Ủa, là cái xuống. Chuyện mà nó sai thì kệ nó, đâu phải tôi phải sai như nó. Dạ. Còn thật ra nó nói như nào anh cũng không biết nữa, anh cũng không quan tâm mấy cái đó đâu. Tất nhiên nó thắng nó có quyền nó gáy. Kệ nó. Đó là những cái chuyện về banh bóng mình nên để lại ở sân bóng nha các bạn. Chúng ta đừng có nên nó buộc. Có nghĩa là các bạn đừng có thần tượng hóa cái chuyện bóng đá lên. Nó cũng chỉ là những trận banh vô thưởng vô phạt mà thôi. Tất nhiên cái niềm tự hào quốc gia thì nó cũng có một phần ở đâu đó thôi. Nhưng mà chúng ta nên, mục tiêu chúng ta vẫn là lao động, làm việc nha các bạn. Chứ đúng. Cũng nên đừng có ảo tưởng những cái đó quá. Thí dụ như thua cái này tôi lấy khác tôi gỡ, nó vẫn đỡ hơn tôi thua hết. Thể hình mình cũng thua nó đó ba, thể hình gặp Thái Lan ngăn lắm, đỡ dẫn. Thực tế thừa nhận mình đang thua nó nhiều điểm. Bàn cãi nó mệt quá. Những cái môn võ là mình hơn Thái Lan. Nhưng mà Thái Lan hơn mình boxing. Nó hơn gì cũng hơn SEA Games, nó hơn mình. Đúng quá. Đúng. Đúng chưa? Vậy nào nó hơn rồi đó. Yeah. Giờ võ hay giật gì tôi lưa hết nhiều quá sao nhớ nổi. Nhưng mà trong các môn thể thao thì bóng đá nổi tiếng nhất, bóng đá nó hơn mình. Ok, ông hơn tôi. Yeah. Chịu. Nhưng mà thừa nhận trận banh vừa rồi có những cái nó bất hợp lý. Nó có những cái nó bất hợp lý, rõ ràng là mình làm chưa tốt thì mình nhận mình làm chưa tốt. Chứ có gì đâu mà bàn cãi. Giống như tự nhiên thay tướng Anh vô xong tướng Anh đi ra. Rồi bữa đó anh đang ăn gì đó, ủa sao ai giống tướng Anh nó vậy, nhìn tóc giống. Ừ nó mới vô đó anh. Xong rồi mới cắn cụp vài cái đi ra. Ủa sao kỳ vậy? Tới giờ anh chưa hiểu tại sao đi vô mà đi ra nữa. À, tại giải AFF được tới năm sửa thay đổi luôn anh Dương mà. Nhưng mà cái vấn đề là bị thể lực hay là bị gì mà tự nhiên vô xong rồi ra. Cái nguyên nhân của thầy Bác Hương So thì thầy nói là cái nguyên nhân thay Tuấn Anh ra là để bổ sung thêm cho hàng công. Có nghĩa hai hộ cánh không thay được. Giờ muốn thay thêm tiền đạo thì lúc Tuấn Anh ra. Mình bàn mà cái lớn bàn cái nhỏ chi quý vị ha. Trận banh, trận gồng tay đồ này nọ kia thì cảm xúc nhất thời thôi. Ngày mai vẫn phải đi làm kiếm cơm. Còn bạn nào thua banh đó thì hơi cay cú một chút. Một năm thì anh nghĩ là năm nay kiểu lợi cựu hối nó lên đó. Lên anh nghĩ là lên à. Nghe hơn 20 tỷ rồi. Hơn 20 tỷ à. Trong khi bên Mỹ bị dịch rất là nặng, có thể nặng hơn Việt Nam nữa, nhưng mà sao kiều hối nó lại nhiều vậy? Trời ơi, bên Mỹ lượng tiền đổ là lạm phát luôn, thấy sao à? Trời ơi, Mỹ nó có gì ngoài tiền hết, nó trội tiền ra lạm phát luôn kìa ba. Ông Biden nó xả nhiều quá. Tức là một đồng đô về Việt Nam thì nó vẫn quy đổi như đó, nhưng mà đồng đô bên Mỹ thì nó rẻ hơn đúng không? Tức là bây giờ bên bển là lưỡng viện quốc hội Mỹ kêu ông không có xả nữa, ông xả hoài, ông xả cái nào cũng ngàn không là tiền, quá trời tiền luôn. Lạm phát hình như là phát nó 7%, gần 7%. Ừ, 6-7% á. Kinh khủng. Nên cái chuyện là bây giờ ở bên Mỹ á, thiệt hại là thiệt hại lớn, còn dân bình thường á, thiệt hại có nhiêu đâu. Không có nhiêu đó em, nó thiệt mấy người đi cạo neo đi. Không làm đó thì anh ăn tiền chính phủ. Mà thậm chí ăn tiền chính phủ ngon quá, tôi trả thêm đi làm luôn. Chỉ có chủ tiệm neo mới kẹt. Chủ tiệm neo là business. Nó dính vô cái tiền thuê, tiền rent đó. Bên Mỹ kêu là tiền rent. Giống như San Francisco năm ngoái đóng cửa 60 tháng, chủ toi top luôn. Nhưng mà em thấy chính phủ Mỹ có rất là nhiều những cái gói hỗ trợ rất là lớn trong lịch sử mà không để vực dậy được á, không để gánh được. Thật sự á, nó như vậy nè em. Yeah. Cái mô hình kinh doanh mà nó thẳng á, thì nó được. Còn mô hình kinh doanh mà nó cà quẹo nè, là nó không tiếp cận được cái gói đó. Tức là cái gói đó ông mượn về ông làm gì? Ông mượn về ông phải giữ lao động lại. Ông mượn về đó là ông phải mua đồ nguyên nhiên vật liệu để ông sản xuất kinh doanh. Đúng rồi, dạ em hiểu rồi. Chứ còn ông mượn về đó làm chi để ông trả nợ cho khác, ai cho mượn cũng nổi. Mà nhiều khi nói thiệt chứ, nhiều khi người ta mở tiệm ra ta làm ăn kiếm sống thôi. Nó vậy nè, nó không có vậy. Đúng không? Ui, nói ra tên lai chim. Hiểu không? Yeah. Nên dân á là sướng nhất. Tại vì nó là cứ tiền nó tin tới tài khoản nó cóc cần biết mày sao cả. Nó ông cụ Biden cho 1.200 đã dân 2, cho 1.600 dân 1.600, con nít gì đó tính vô bụp. Chuyển lộn cho người chết rồi quá trời mà. À, em phải nghe đó mày. Chuyện nhầm.
hư quá trời luôn. Rồi thêm có mấy anh khứa làm hồ sơ giả, đi lấy đóng tiền luôn, mua cổ phiếu. Mấy anh khứa đó chuẩn bị ở tù á. Tức là giống như cái cảm giác như là chính phủ Mỹ đang bị chính người dân của mình lợi dụng. Nhưng mà những cái người thấp đó người ta lại không đóng thuế nhiều. Thì ok, yeah. Đóng thuế nhiều đâu có trợ cấp 3, trên 75 ngàn hết rồi. À. Dưới 75 ngàn thôi. Nên gọi là cái kiều hối này nó không ảnh hưởng gì đâu. Tức là bên Mỹ nó vậy nè, là cái ca tử vong thì ai cũng biết rồi, khỏi nói ca nhiễm cũng ca nùi, cái chuyện đó là ok. Dạ. Nhưng mà cái đời sống của người dân á, nó không bị kiệt quệ lắm. Không bị kiệt quệ lắm. Nó không bị kiệt quệ. Nhưng mà em thấy cái chỉ số thất nghiệp, người dân thất nghiệp nó thất nghiệp tại nó không đi làm, nó cho tiền nó nhiều quá nó không đi đó. À, là dựa vào cái hỗ trợ nhà nước. Ừ. À, thì mới nói là mẹ đừng có cho nữa, còn đó là biến lắm. Nhưng mà cái đó là chính sách của dân chủ mà, dân chủ là phải này nọ kia. Cộng hòa bợp. Cộng hòa bợp, dân chủ đưa gói nào nãy 4.000 tỷ không à, nhưng mà cuối cùng có 1.900 đó. Là cộng hòa kéo xuống đó, chứ cộng hòa mà đương phát một chắc Mỹ thôi rồi. Nói chung là thiên hạ đệ nhất xài tiền là dân chủ. Mà xài tiền của ta không à. Kinh lắm. Ủa anh, nhưng mà Mỹ mà bị lạm phát cao như vậy đó thì các cái quốc gia nắm giữ lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ quéo. Thì nó có quéo. Nó quéo quéo như thế nào anh? Quéo như quéo nào gì? Mày mượn cái gì? Ví dụ đúng không? Lạm phát nó xảy ra trong Mỹ thôi, lạm phát xảy ra khắp thế giới là tiền mày đang mất. Tức là em đang cầm, tức là em đang dự trữ 1 tỷ đô. Giờ nó bị mẻ hành miếng, nó còn khoảng 900 mấy à. 900 mấy triệu thôi là bị móm đó. Nên cái đồng lạm phát của Mỹ nó sẽ dẫn tới sự nguy hiểm cho thị trường thế giới. Bản thân Mỹ đúng hiểu đó, ảnh hưởng tới danh dự quốc gia, thì quốc gia tất cả các thứ. Đó, nên Mỹ nó cũng đang kiềm chế được sự lạm phát đó. Và cái ông cụ mà chủ tịch Fed đó mới ra một cái đưa cái bàn tay ra để cứu ông cụ Biden. Giờ hả? Tăng lãi suất. Cụ Biden ok. Tại vì tăng lãi suất là gì? Tiền trong dân nó chạy vô băng lại. Thì lạm phát giảm. Vậy thôi, đơn giản. Chứ giờ tiền nông dân nhiều quá lạm phát, để tiền nông dân ít lại thì hết lạm phát. Mà chưa kể tăng lãi suất cái tiền thế giới chạy về Mỹ luôn. Không, mà tiền Mỹ chạy nhưng chạy marathon đệ nhất thế giới mà bà. Tiền đang bên Trung Quốc đúng không? Đang nhộng biết sao, giờ Mỹ tăng hả? Tăng nhiêu? 2% hả? Thôi rút hết tiền đi về Mỹ, nộp. Rồi đến năm sau lạm phát giảm rồi lại hạ lãi suất. Nói chung chắc phép không hạ nhanh như đâu mày ơi, hạ của đó còn đâu còn là phép nữa. Chính sách tiền tệ nó phải ổn định, với nó chơi của đó, thế giới ai dám chơi với nó. Yên tâm mấy ông cụ phép nhà mình dữ lắm nha. Rồi xong rồi có một bạn đưa ra một quan điểm mà tôi cảm thấy quan điểm của bạn là cực kỳ xa tầm bậy luôn á. Đó. Đó là bạn đưa ra quan điểm là cái gì chứ chính phủ nào đụng tới phép là lên đường. Đúng không? Yeah. Em có nghe câu đó không? Tổng thống nào đụng tới phép là lên đường. Tổng thống mà đụng tới phép là đường. Vậy tôi hỏi ông, tôi bộ ra là tổng thống, tại sao đụng cho phép? Phép tao tổ chức độc lập, ông đi đụng vô lòng sai luật rồi. Cái chuyện lên đường không bạc. Không biết, không khe, không nói. Nhưng mà ông là chính phủ, ông đi tác động tới phép là ông sai luật trước rồi đó. Phép độc lập, ông điều hành chính sách của ông đi, tiền là của tôi. Bây đó là cái cơ chế của Mỹ, chơi với Mỹ là phải hiểu Mỹ. Nói nghe nè, tổng thống đi chém gió thoải mái, đi nói cái gì cũng được, mà đi bắt tay đi ký cái gì cũng được hết á. Nhưng đụng tới tiền thì ông nói một cái miệng trước đã. Còn chi như thế nào quốc hội lo, còn lãi suất thế nào phép lo, quốc hội cũng có thể ông ta phép luôn. Nó phải như vậy. Còn lỡ mà chính phủ xài hết tiền, nó kêu là gì? Bộ chi ngân sách đóng cửa đi, chừng nào quốc hội duyệt lên trần mới thì mở cửa ra chơi, còn không thì em cứ đóng cửa vậy thôi. Lạm phát cao, ví dụ là lạm phát cao năm nay thì nó có làm suy yếu đồng đô la không anh? Suy yếu xong suy yếu. Kiểu ví dụ như là hết năm nay năm sau nó vẫn vậy thì có cái cơ hội nào cho một cái đồng tiền khác nó leo lên ngôi? Tao thấy không có đồng lên ngôi hết, mày đồng đô la nó suy yếu, mày nền kinh tế khác nó móm theo luôn rồi, chứ lên gì nữa là lên. Nói ví dụ như đồng của ông bạn bự bự trên đây đi ha. Ông bạn bự bự trên đây em đang chữ đô la. Đúng không? Ông đang mượn nợ cũng tùm lum luôn, cũng đô la sạch lách trong đó đó. Thì bản thân cái đồng đô la yếu là ông này cũng bị ho luôn rồi chứ đó. Mà đô la nó yếu thế gian không ai vui hết. Cái nghĩa là hồi nãy cái cục dự trữ tiền tệ Hoa Kỳ á, Fed á. Trời ơi, hỏi khó mày. Hình như là chính phủ giới thiệu rồi xong quốc hội duyệt hay gì đó. Nhưng mà nó có chính yếu tố đảng phái Cộng hòa Dân chủ trong đó không anh? Cũng có chứ. Hình như Fed phải không ta? Từ từ mày hỏi căng mày. Anh xài tiền Việt Nam không? Bây giờ mày chơi tiền đô mày hỏi tới Fed ai bầu nữa. Tại đây ơi. Mình đang đi chỗ mà. Thì nhớ bằng máng phải không ta quý vị ơi, em nhớ lộn bổ sung nha. Như là chính phủ giới thiệu quốc hội bầu cái gì á. Thường thường nó sẽ đi mô hình đó, chính phủ giới thiệu quốc hội bầu.
Vậy cái vị trí người đứng đầu Fed đó có giống thống đốc ngân hàng ở Việt Nam không anh? Giống á. Fed là gì? Ngân hàng quốc gia. Cục dự trữ liên bang Mỹ, nhưng mà nó ngân hàng quốc gia chứ gì nữa. Chỉ có ngân hàng quốc gia mới có quyền điều sức điều chỉnh tỷ giá, lộn, đúng rồi, điều chỉnh tỷ giá như điều chỉnh lãi suất. Ngân hàng cổ phần làm gì được? Ngân hàng cổ phần đó theo cái lãi suất đó. Nói chung với cách vận hành hai bên đó thì bây giờ mà bên Mỹ anh gành nè. Dạ. Cứ bây giờ Fed quyết hết, không phải trình bày báo cáo ai đó, quyền của nó rồi. Giống như tối cao pháp viện nó quyết hết. Giờ cãi lộn nó Duy Nguyễn đẹp trai mà nó Duy Nguyễn xấu trai. Tối cao pháp viện mà nói Duy Nguyễn đẹp trai cái nào mày sai. Vậy thôi, khỏi kiến cò khỏi kiện ai nữa đó. Mà tối cao pháp viện nó không nhận án nhỏ, nhà án bự nó mới nhận nha. Tức là án mà cái gì? Dân á mà kiện thống đốc bự bự gì đó. Hoặc là bang này kiện bang kia. Hoặc là cái tiểu bang nó kiện luôn chính quyền liên bang. Thí dụ giờ tiểu bang Texas nó có quyền nó kiện chính phủ Biden chuyện bình thường. Một tổng thống thì ông phải lãnh ít nhất là mấy chục lá đơn. Yeah. Không có gì lạ đó, nên bạn nghe ông tổng thống này bị kiện đó là chuyện bình thường. Thì mấy cái bự bự đó là tối cao pháp viện. Cũng như kiện lên tòa án quốc tế rồi không anh? Ví dụ gặp kêu Duy Nguyễn đẹp trai tôi không chịu, tôi kiện không, không tòa án quốc tế là xử lý chuyện quốc tế. Chứ tự nhiên cái chuyện nội bộ của Mỹ mà đi kiện tòa án quốc tế nào nhận mày? À. Hiểu không? Thí dụ giờ Duy Nguyễn đẹp trai. Yeah. Đó, Mỹ công nhận Duy Nguyễn đẹp trai. Nhưng mà Trung Quốc đó Duy Nguyễn đẹp vừa thôi. Yeah. Đó, thì lúc đó vào tòa án quốc tế chốt kèo. Ở La Hay, Hà Lan nha các bạn. Vì vậy chính phủ giới thiệu người nhà quốc hội bầu, đương nhiên nó có quyền. Yeah. Em nói ví dụ như giờ anh là đệ của ông Biden. Ví dụ như ông Biden anh thấy giờ tối cao pháp viện bị khuyết ghế. Yeah. Nó ở Duy Nguyễn đẹp trai, khách quan, công tâm nè, tạ nè, ok giới thiệu Duy Nguyễn vô. Quan trọng hai ông nội khi có bầu không? Ông hạ viện với ông thượng viện có bầu không? Yeah. Nếu mà ông thượng viện hạ viện bầu thì ta chịu hết ra rồi cãi gì nữa. Hợp lý không bạn? Nhưng mà cái giới thiệu người nào đó là uy tín tổng thống. Tổng thống mà giới thiệu người xàm là cái gì mà chừng giới thiệu hai ba lần mà quốc hội nó không bầu, tổng thống này xàm xí, mất lòng tin nông dân. Mất lòng tin nông dân rồi mùa sau ai bầu đứa ba? Rồi mùa sau giới thiệu đệ đó ai bầu? Đúng không? Ví dụ giờ ông cụ Biden ông mất lòng tin nông dân Mỹ đi. Yeah. Thì mùa sau ông giới thiệu bà Kamala Harris ra ai bầu? Đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn thở pháo, ủa thở tim đi quý vị. Nghĩ sao về quan điểm hướng từng chân hoặc cánh? Thật ra thì có đó bình thường nên á. Cái đó nghĩ nên á. Nên. Thí dụ như là đối với anh á, một cái sội văn minh đám cưới khỏi làm luôn. Đám cưới đăng ký kết hôn thôi. Yeah. Xong rồi đi hưởng tầng trăng mật. Xong rồi mua quà về tặng cho mấy đứa làm chung á. Đó là văn minh. Nhưng mà em thấy nước ngoài người ta có nghĩa là cái lúc đăng ký kết hôn người ta không làm cưới. Nhưng mà sau đó người ta vẫn phải làm. Kể người ta đó 10 năm 5 năm với chuyện họ. Còn cái chuyện mà có nghĩa là kết hôn. Anh đang nói cái gì? Anh đang nói là cái gì? Mình đang quá nặng với đám cưới. À dạ rồi em hiểu rồi. Hiểu không? Thì giờ tôi cưới vợ tôi không phạm pháp là tôi đúng rồi. Yeah. Bây giờ đăng ký kết hôn xong rồi đi hưởng tầng trăng mật, tự bỏ tiền túi ra xong mua quà tặng mấy đứa nhân viên đi chứ gửi thiệp cho nó làm chi. Nhưng mà đôi lúc người ta nhiều người kinh tế yếu yếu thì đó cũng là một cái dịp để người ta ai ấy tào mao mày ơi, yếu rồi đấy vợ yếu rồi đấy vợ đấy chồng nói vừa phải tao dạy văn minh không nghe. Vậy là hưởng tầng trăng mật là đi hết tầng hả thầy? Thường á đi tầng 3 ngày 5 ngày 7 bữa vậy đó, người nhiều đi. Anh quan điểm rất rõ điểm này, tôi lấy vợ tôi lấy cho tôi phải lấy cho cha mẹ. Có thể là tôi báo sao cha mẹ phải tôn trọng quyết định của con, không tranh luận vấn đề này nha các bạn, không tranh luận là Á Đông hay Tây Âu gì nha. Dạ. Mình đang nói về cái việc cái đám cưới tối giản nhất mà nó hợp lý nhất, rồi xong rồi từ chân mặt đi bao ngày đi đâu đó Hawaii heo quẩn gì đâu đi đâu đi, rồi xong rồi mua quà về tặng nhân viên không cần nhiều, vỏ sò con ốc hay là gì gì đó chỗ mà đi thôi. Anh đang nói là cái tức là mặt bằng chung như vậy chứ không phải là áp dụng cho thời dịch này đúng không anh? Tức là thời bình thường cũng nên như vậy, cũng nên. Nhìn cái đám cưới rồi nè, nói ra thì các bạn không ai làm được đâu. Tôi biết tôi nói ra các bạn không làm được nữa. Có, cái đó là. Nhưng mà bạn nào dám làm cho tôi bạn sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng cái đám cưới. Cái đó là nói xa quá đi. Bây giờ mình nói cái trước mắt đi là Tết. Tết bây giờ là hơi con về đi con mình nhưng mà cái Tết được chán lắm rồi. Nói Tết họ lại mất lòng nhau. Anh nói thiệt với em luôn á. Yeah. Anh nói thật lòng luôn, anh đứng trong độ doanh nghiệp và người dân. Yeah. Tết là gì? Là quyền tự do của mọi người đừng ép. Vâng. Vậy thôi, ai muốn làm, ai muốn về về. Tức là phía doanh nghiệp không được quyền ép không cho người dân về. Và ngược lại người dân người ta muốn làm thì phải để cho tao làm. Có thể lương gấp 2, gấp 3, tùy. Nó nó tạo ra một cái guồng máy hoạt động liên tục. Yeah. Chứ còn giờ tự nhiên kéo nhau đi hết trơn. Trong khi có thằng nó không muốn về. Đúng. Nó buộc phải nghỉ, ở nhà mới làm gì được quýnh bài thua. Cái nói ra là các bạn nói này nói kia chứ thật không, mình không bao giờ áp đặt cái quan điểm của mình cho cái chung. Yeah. Mà cái chung là gì? Là phải cái thỏa mãn mọi người.
Có nghĩa là giữa một bên muốn về với một bên ở quê á, thì hai bên nó phải thoải mái. Đúng. Chứ chứ nó không được. Ví dụ như giờ nó nói tránh ra. Lại giờ ví dụ như anh điều hành BBT đi. Dạ. Anh không đóng cửa ngày Tết. Anh nói giờ nhân viên ngày Tết 50% các bạn về. Dạ. Bạn ghi nguyện vọng ra để công ty giải quyết xử lý. Dạ. Và nếu được thì các bạn ở lại đóng góp cho BBT 50 ngày này. Dạ. Thì đó ai chọn lựa đi. Chọn lựa trước tháng rồi mình sắp xếp là nhân sự mở cửa ra làm công suất lại tấp lại. Không? Nhưng mà nó không có làm cho tự nhiên cái những cái ngày Tết đó tất cả mọi cái chuyện đứng yên hết. Hãng tàu cũng nghỉ, hành chánh cũng nghỉ, nhà hàng cũng nghỉ, ngân hàng cũng nghỉ. Tự nhiên nó tạo ra cái sự đứng yên vậy đó, mà đâu phải đứng yên lần. Một năm đứng yên nhiều khúc lắm. Nó làm gây sự tổn hại cho nền kinh tế rất nhiều. Nhưng mà vấn đề ở đây nói là văn hóa, đúng không? Ok. Nhưng mà để cái văn hóa ảnh hưởng cho tăng trưởng, ảnh hưởng cho kinh tế thì cái đó là không ổn, đó là không ổn. Dạ, đúng rồi, không đúng không? Nên tạo sự ổn bình. Ai muốn về già, ai muốn đi lễ, ai muốn ở lại làm thì ở lại làm. Như vậy thì sau nó mới phát triển năng động được. Dạ, đúng. Không cãi lộn. Ông về mình ông đi. Ông đừng cãi lộn với tôi là tại sao Tết không về. Tôi không thích về được không? Nên cái vấn đề ví dụ như ok anh về thì anh nghỉ mình anh, xin phép về tôi lo chuyện riêng của tôi. Vậy thôi. Nhưng mà cái mô hình doanh nghiệp nó vẫn ổn định lại. Còn tự nhiên bây giờ á, làm không làm ra tiền, doanh nghiệp trả lương đuối luôn. Đó, mà không phải là cái Tết không, còn tiền Tết và hậu Tết nữa. Tiền Tết là gì? Giờ là tiền Tết rồi đó. Tâm lý người ta, người ta lo Tết, người ta rồi xong rồi hậu Tết nữa. Hậu Tết đó ngày 5, ngày 6 vô làm, ông tới ngày mười mấy ông chưa vô nữa. Cái đó nó kìm hãm phát triển cái gì nữa. Chừng nào mới vào? Già là chưa chịu vào nữa, nói ra là tự ái. Nhưng mà có một số công ty thì cái đặc thù nó không giống công ty BT, tức là họ nghỉ, họ nghỉ dịp Tết. Thì họ nghỉ kệ họ chứ, giờ họ buộc họ nghỉ rồi, nhưng lao động nghỉ hết rồi sao họ làm. Dạ. Ví dụ như công ty sản xuất đi. Bây giờ ai có quê ở trên, ai muốn về hết á. Dạ. 70% lao động ta về, dây chuyền ta không mở được ta buộc nghỉ luôn. Chứ sao giờ họ chịu. Dạ. Nên cái Tết là đối với doanh nghiệp nó đau đớn lắm em. Cho nên em thật sự thấy là đau đớn. Cái năm nay là năm rất khó khăn rồi, cho nên là mình cố gắng mình làm việc. Tức là anh cảm thấy á, cái xã hội của mình nó chưa có nỗ lực hết sức. Cái tâm lý đó, nó chưa nó có chưa hóa. Tạo ra được một cái dân tộc Nhật Bản thứ hai thời hậu chiến. Cái đó rất là hay. Dân tộc Nhật Bản người ta là gì? Thắt lưng buộc bụng, người ta làm suốt để người ta phục hồi được kinh tế Nhật. Ta mới có Nhật Bản ngày hôm nay. Còn mình chưa giàu đã nhàn. Không có ý gì không? Tâm lý thoải mái quá. Sáng đi làm tối về xong nhậu nhẹt đồ này mở thật sự lên coi đồ đời gì đó mà nó nhẹ tinh luôn à. Cuộc đời đâu mà nó an nhiên mà tụi nó kìm hãm cái sự phát triển chung. Khi nào em làm chủ một doanh nghiệp nhỏ nhỏ thì em hiểu. Còn bản thân á, em làm nhân viên em vẫn hiểu. Giá mà tất cả mọi người đều làm nhiều hơn, lương tôi đã khá hơn. Nhưng mà tôi cố gắng, nhưng mà trong cái tập thể nó tèm tèm. Đâm ra tôi bị sự kìm hãm trở lại, tôi cũng lương 10 triệu, mấy kia 8 triệu. Vì tập thể xong lên 20 triệu, ta lên 40. Tiền lương ở đâu ra? Tiền lương là do thặng dư doanh nghiệp mang về. Vì muốn doanh nghiệp thẳng dư lao động nhiều, sản xuất nhiều vô, thị trường ngon lành vô, thẳng dư nó cao thì lương nhân viên nó mới cao. Còn ví dụ như có những cái tình huống mà các bạn xa quê bạn nhớ nhà hoài. Yeah. Nhớ dữ vậy. Năm về hai lần thì cũng được theo, được. Theo thấy một năm về một lần là được. Ừ, năm về một lần được. Xa quê nhớ quê hoài. Vậy thôi vô quê làm đi, ông lên đây báo tao quá. Thì doanh nghiệp đó, nó không cho ông nghỉ thì nó ác. Mà nó cho ông nghỉ á thì nó không biết đắp vô làm sao. Dạ. Đúng không? Đó là những cái tư duy nó cực kỳ cổ hủ. Nhưng mà anh có nghĩ có phần nào đó là sự tác động của phía gia đình nữa không? Còn gia đình nó làm gì nữa, đương nhiên. Dạ. Rồi gọi điện thoại khóc nhè suốt. Nhớ con quá, nhớ mẹ quá, nhớ hoài, nhớ giữ nhà luôn đi. Nếu mà kiểu đó hoài, mốt lấy chồng lấy vợ nó cũng hạnh phúc nữa. Tắc bực chứ. Wow. Ví dụ như á, chồng nó nghe lần thì nó nói. Ngày nào mà thiện nhớ quá, thôi nhớ về với má em luôn đi. Em ở đây em lo làm, tới ngày ăn gọi gia đình miết em nhiêu tuổi rồi. Khổ lắm mà, nói chung mà làm gì là tuổi trẻ mọi người chỉ một. Khi bạn có tiền mà có gan có thép, bạn hết tiền để mà nói cho ai nghe. Bạn hết tiền thì bạn cũng không thể nào tự cứu mình nữa. Dạ. Đúng không? Mình muốn dự định gì mình cũng làm được. Mình muốn giúp đỡ ai mình cũng làm được. Chưa kể sau này có con có cái cũng có trả có tiền cho nó học tới nơi tới chốn. Bởi vì tôi luôn nói là cái khát vọng bạn phải làm kinh tế. Khát vọng phải vươn lên đổi đời. Bạn phải bỏ qua hết tất cả gì trong xã hội. Tại vì bây giờ mình đang nghèo. Mình khoan hưởng đi. Giống mới nghèo còn hưởng nữa. Rồi bạn sẽ tới một ngày nào đó bạn già mà bạn chưa giàu bạn mới thấm. Bạn mới thấm, lúc đó Medicare chưa có. Lương hưu thì mịt mù. Tiền dự trữ thì chả có.
rồi tiền mà không có đó, gia đình đó hụt hặt tối ngày, cơm lành canh ngọt cắm sừng từng lọc đồ các kiểu, đau không? Giá mà, chứ còn chơi chữ giá mà thôi. Em thấy có một bộ phận nó chia làm hai, tức là một bộ phận ở nhà không có gì. Ừ. Ờ, vậy thấy Hương lên lên những cái thành phố nó nhộn nhịp như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đà Nẵng để làm. Còn một bộ phận nữa nhà có kinh tế, kinh tế ở đây không phải là ở công ty gì to lớn ở dưới quê, nhưng mà rồi có nghĩa là có miếng đất miếng ruộng rồi có trang trại rồi kêu thôi con về đây làm ở nhà, thì có nghĩa là những thanh niên trẻ như vậy vẫn có thể bị lung lay. Ừ, có nghĩa là họ nửa muốn về mà nửa muốn họ thích ở Sài Gòn, thì anh có cái lời khuyên gì cho những bạn trẻ này không? Thì tùy vào nó về gia đình nó, gia đình làm kinh tế kinh doanh mà đóng góp được sự phát triển chung gia đình nó tốt hơn ở Sài Gòn thì nó về. Yeah. Còn nếu mà nó không tốt hơn mà nó về đó nó cũng chả giúp ích được khi khô gì, thêm hai cái tay với hai cái chân lao động thôi thì thôi ở đây. Yeah. Tức là bạn trẻ bạn phải xác định rõ là về đó để làm cái gì, về đó là có phát triển thêm được nữa hay không. Đúng, hay là về đó đang, là ví dụ như ba ba sai gì nấu cơm được chết tổ. Đúng, chính xác. Ví dụ giờ dưới quê nó là nuôi tôm đi. Yeah. Nó ở Sài Gòn làm IT đi. Yeah. Nó làm IT giỏi đi, tự nhiên về quê đi cho tôm ăn mà xàm. À. Đúng không, nó không phát triển được. Đúng. Còn ở đây nó làm nó phấn đấu lên rồi chết manager đồ này nọ kia. Rồi xong đi on-site nước ngoài đồ, lãnh tiền đô la đồ, tiền để đang rộng lớn, đi về quê tưởng làm gì, về quê nuôi tôm cho tôm đi, rồi xong rồi thôi đi bán tôm cho bố đi, rồi xong rồi giờ đóng biên giới này nọ kia thứ, rồi tôm ở trong xe đồ này nọ cứ, cái đó tức là nó trái chuyên môn. Thằng cha đó thì muốn giữ gia nghiệp. Đúng rồi. Nhưng mà con đâu chuyên môn đâu giữ gia nghiệp. Nên nếu mà giữ gia nghiệp định hướng từ nhỏ, ừ, học công nghệ sinh học đi về mình biết chia tỷ lệ thức ăn cho tôm nhiêu, độ mặn của nước nhiêu, ví dụ vậy thì nó dễ làm được. Hoặc học kinh tế đi, về bán tôm cho bố, đi học công nghệ thông tin xong về nuôi tôm.